Chào các bạn, mình là Sun. Các bạn đang lắng nghe livestream của Sun ở trên Instagram Sun Nguyên. Nếu như các bạn muốn đặt những câu hỏi và trò chuyện thêm với Sun thì đừng quên follow Instagram và chờ đón nhiều hơn những lần livestream sắp tới nhé. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Hello. How are you? Các bạn biết không, khi mà tôi để tóc như này, các bạn sẽ không thể nào trêu tôi vì cái mái tóc của tôi. Các bạn rất hay trêu tôi vì cái tóc mái của tôi. Bây giờ tôi để như này, các bạn không thể trêu tôi được nữa. Chào các bạn, hôm nay là thứ năm, 8:05 tối 18/11/2021. Và chúng ta đang ngồi ở đây. I am ready for your question. Just ask me anything. Ask me anything. Hãy hỏi mình bất cứ những câu hỏi nào các bạn muốn hỏi. À, ngày hôm nay thật sự là mình đã làm xong rất là nhiều công việc, vậy nên là mình muốn dành một chút thời gian để trò chuyện với các bạn. Ngày hôm nay Sun đã xử lý xong rất là nhiều việc từ buổi sáng rồi. Thành ra đến tối thì đương nhiên là công việc thì luôn luôn có, nhưng mà trong ngày thì mình sẽ luôn luôn cân bằng một chút. Ok. À, các bạn xin tên list nhạc hả? List nhạc là Late Night Vibe Playlist. Late Night nha. Các bạn có thể tìm cái video này là 17 triệu lượt nghe lận nha. 17 triệu lượt nghe. Hoặc là tí nữa khi mà livestream kết thúc ấy, Sun sẽ để cho các bạn ở phần story. Sao răng chị trắng thế à? Sun không biết. Bao giờ Sun lấy chồng á? Ngoài 30 tuổi. Sau 30 tuổi. Chắc chắn là sau 30 tuổi. Còn lấy chồng hay không thì chưa biết. Để xem mình có thực sự thích lấy một ai đấy không đã. Kiểu phải gặp một ai đấy đủ để khiến mình muốn kết hôn ấy. Tại vì kết hôn nó, Sun cảm thấy kết hôn rất là mệt mỏi ấy các bạn. Đấy là mình tâm sự thật lòng với các bạn nha. Các bạn đừng nói với ai nha. Ý là các bạn có thấy kết hôn thật là mệt mỏi không? Nha, phải gặp một người mà mình thực sự cảm thấy là mình có thể chấp nhận được cái sự mệt mỏi đấy và sống hết cuộc đời còn lại cùng với người đấy. Phải có một người xứng đáng như vậy luôn đó các bạn. Chứ còn kết hôn mệt mỏi lắm các bạn. Mình chỉ nói sự thật thôi. Các bạn biết lý do vì sao mà càng ngày người ta càng ít kết hôn đi không? Đúng không? Các bạn công nhận với Sun không? Đương nhiên là nó cũng có những cái tốt đẹp của nó chứ, chắc chắn rồi. Nhưng mà Sun sẽ cẩn trọng, chờ đợi. Mình có rất là nhiều thứ muốn làm. Mình nghĩ là yêu đương cũng rất là hay. Sun thì vẫn yêu đương, thích yêu đương. Nhưng mà kết hôn nó lại là một câu chuyện khác. Các bạn, chứ không phải là Sun không yêu đương đâu các bạn nha. Lấy em nè hả? Ủa, nhiều người muốn cưới Thị Sun vậy luôn hả? Ủa, các bạn có chịu được tính xấu của mình không mà các bạn đòi cưới mình vậy? Khi mà các bạn lựa chọn một người nhá, khi mà các bạn thật sự lựa chọn một người để cưới nhá, mình không nói về điểm tốt nha, các bạn nên xác định rằng các bạn có thể chấp nhận được những điểm xấu nhất của họ. Thì đấy là cách mà mối quan hệ có thể ở bên nhau lâu dài được. Nghĩa là các bạn có thể chấp nhận được những tính xấu của họ thì chắc chắn là các bạn sẽ... nên là khi mà chúng ta yêu nhau ấy, thì chúng ta nên sống thật. Chúng ta nên cho người ta biết được những con người thật của mình ấy. Sau 30 tuổi có con, sau đó xuống sắc lắm chị. Nhầm rồi các bạn. Các bạn, cái sắc đẹp ấy, cái sắc đẹp nó còn phụ thuộc rất là nhiều về gọi là sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất nha các bạn. Thật ra thì Sun thấy là ở mỗi lứa tuổi nó sẽ có một vẻ đẹp riêng các bạn. Không hẳn là một cô gái 18 tuổi thì gọi là đẹp nhất,
Mà đôi khi trong cuộc đời chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều những giai đoạn khác nhau, và mỗi lứa tuổi chúng ta sẽ có những vẻ đẹp khác nhau. Đôi khi những cái nếp nhăn ở trên bàn tay, rồi là nếp nhăn ở trên gương mặt, nó là những cái kỷ niệm ấy các bạn. Nó đẹp theo những cách khác nhau. Đôi khi các bạn về các bạn nhìn bàn tay của mẹ, xong rồi các bạn nhìn cái nếp nhăn của mẹ, thì các bạn cũng sẽ thấy được đó là cả một cuộc đời, đúng không? Chúng ta có nhiều cách để nhìn nhận về vẻ đẹp của một con người. Sau 30 tuổi lấy chồng có con vẫn bình thường nha các bạn. Có một số những suy nghĩ của các bạn về việc kết hôn sau 30 tuổi hay là trước 30 tuổi thì các bạn nên tìm hiểu kỹ đã trước khi comment nha. Để săn mà đọc lên những cái comment của các bạn là nó hơi xấu hổ nha các bạn. Tìm hiểu nha. Khi mà chúng ta nói một cái gì đấy thì chúng ta không nên chỉ biết xương xương, và chúng ta khẳng định, chúng ta nên tìm hiểu về những thứ tri thức và những thứ là kiến thức các bạn nha. Săn đọc lên là xấu hổ nha. Săn không có ngại sinh con sau 30 tuổi nha các bạn. Yeah, mà nói thật với các bạn, ở thời điểm hiện tại Săn không có ý định sinh con các bạn nha. Săn không có ý định sinh con nha. Còn trong tương lai thì chưa biết nha. Tương lai thì có thể nha. Mọi thứ đều có thể thay đổi nha. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình không nha các bạn. Mình không. Mình không đủ tự tin. Mình... Oh no. Oh my god. I'm so scared. Tôi sợ lắm các bạn ơi. Tôi sợ lắm. Tôi không chịu nổi đâu. Có một câu chia sẻ này rất là tình luôn. Người mà hôn em dậy mỗi buổi sáng bây giờ bỏ em rồi, nên bây giờ em không còn tin ai cả. Wow. Người hôn em dậy mỗi sáng à? Nghe lãng mạn ta. Người hôn em dậy mỗi sáng cũng là một người rất là ấm áp và một người rất là đáng nhớ đấy. Nhưng mà người có thể gọi là cùng em đi một con đường dài và cùng vượt qua tất cả những khoảng khó khăn với em thì chắc sẽ là một người ấm áp hơn nữa. Và Săn chắc chắn là em sẽ gặp được người đấy nha. Còn người hôn em mỗi sáng mà bây giờ cũng bỏ đi rồi thì duyên mình lỡ. Không hiểu sao Săn lại cười nữa, nhưng mà Săn không phải cười là cười nhạo em đâu nhá. Săn cười là vì Săn thấy cuộc sống này nó là như vậy. Mình có nhiều chuyện mình phải chấp nhận nó như một điều bình thường các bạn. Đọc sách gì dạo gần đây? Săn đọc sách gì đúng không? Dạo gần đây Săn đang đọc cuốn Châu Á Vận Hành Như Thế Nào. Đây là một cuốn sách nói về cách mà các quốc gia thành công hoặc không thành công trong thực hiện chuyển đổi kinh tế nhanh chóng. Tóm lại là Săn mới đọc thôi, Săn sẽ review cho các bạn sau. Nhưng mà tóm lại đây là một cuốn sách về kinh tế, và cụ thể là kinh tế của châu Á. Hỏi gì nữa không nè? Rồi ôi, nhiều quá. Sau đây các bạn nha, Săn sẽ đọc từ từ nha các bạn. Em sợ yêu quá. Ừ, tình yêu mà. Tình yêu cũng là một thứ đáng sợ đấy, nên sợ yêu nhá. Ừ, tốt nhất là nên sợ yêu. Em thích nghe podcast của chị lắm. Cảm ơn em. Săn vừa lên hẳn hai cái được cắt ra trong livestream để cho các bạn nghe rồi đó. Nha. Vừa lòng các bạn chưa? Đòi hoài luôn. Dỗi ơi là dỗi. Nhưng mà thôi, dễ thương nên là tha cho đấy. Em bất lực về gia đình và tiền. Có thể cụ thể hơn được không? Có thể cụ thể hơn được không các bạn? Chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi mà nó càng cụ thể càng tốt được không các bạn? Còn Săn không biết bất lực về gia đình và tiền thì cái vấn đề nó là gì các bạn? Đúng không các bạn? Săn không thể biết được. Em còn nhớ chị nói ai tránh khỏi tình yêu là một may mắn. Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Tình yêu. Yeah. Tình yêu là một thứ. Tình yêu nó là một thứ khó giải thích lắm các bạn. Các bạn có muốn nghe một list nhạc Giáng sinh không? Chúng ta nên nghe một list nhạc Giáng sinh khi mà mùa đông cận kề nhỉ. À,
Các bạn có thể comment cho Sam biết là các bạn đang ở đâu không? Sam muốn biết được các bạn đang ở đâu. Ví dụ như Sam thì Sam sẽ cho các bạn biết là Sam đang ở phòng ngủ của Sam và ở Sài Gòn. Hà Tình Minh Thướng. Hello Hà Tình Minh Thướng. Ok, xin chào tất cả các bạn. Sun hy vọng rằng là các bạn đang rất là ổn nha. Thời gian cuối năm thì có thể là chúng ta hơi down mood một chút và hơi hơi buồn một chút. Không hiểu sao, có lúc buồn có lúc không, nhưng mà thường cuối năm thì chúng ta hay down mood một chút đấy các bạn. Nên là Sun rất là mong các bạn ổn nha. Hy vọng là các bạn ổn nha. Bố em không quan tâm lắm đến gia đình thì bản thân có nên làm gì không? Em nên giúp đỡ mẹ. Em nên giúp đỡ mẹ và cùng mẹ chăm lo cho gia đình. Em đừng mong là rằng mình có thể chỉ dạy một người đàn ông đã lớn tuổi các bạn. Một người đàn ông đã ở vị trí của một người cha trong gia đình, anh ấy phải là người tự biết trách nhiệm của mình. Đến một người đàn ông mà còn không có trách nhiệm với gia đình nữa thì với Sun anh, người đấy là một người rất tệ. Và chúng ta không thể nào thay đổi được họ đâu. Chúng ta nên sống tốt cuộc sống của mình và nên giúp đỡ mẹ. Mẹ sẽ là người vất vả hơn rất là nhiều. Sun rất là thông cảm cho các bạn. Nhưng mà chúng ta phải sống thôi. Hà Nội đang lạnh. Người yêu cũ của mình đã yêu nhau 5 năm và chuẩn bị lấy chồng. Mình vẫn còn nhớ người yêu cũ. Trời ơi, đọc xong mà tôi cũng thấy đau thay cơ. Chắc là bạn nên xem bộ phim Hôn lễ của em khoảng 2 tiếng ở trên YouTube nha. Cái bộ phim đấy nó đau đớn lắm. Nhưng mà đôi khi chúng ta xem những cái sự đau đớn thì chúng ta sẽ có cái sự đồng cảm ấy các bạn. Trong cái bộ phim đấy thì chàng trai đấy yêu cô đấy 15 năm. Đương nhiên là hai người chưa chính thức yêu nhau bao giờ luôn á. Anh ấy chỉ đơn phương yêu cô ấy. À có, quên mất. Sau đấy hai người vẫn yêu nhau một thời gian, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng thì cô ấy vẫn đi cưới người khác. Cuộc sống là như vậy các bạn. Có nhiều khi tình yêu không thể giữ được người mình yêu là thế các bạn. Cuộc đời này đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận đến cả những thứ mà nó đau đớn nhất đấy các bạn. Đôi khi mình yêu người đấy rất là nhiều nha. Thậm chí là cả hai người yêu nhau rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng lại không thể cùng nhau đi đến cuối cùng được. Mà cũng chưa chắc cùng nhau đi đến cuối cùng thì sẽ hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Thành ra nếu như mà chúng ta sống và chấp nhận được tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ đỡ mệt mỏi hơn nha. Mình nghĩ rằng bạn sẽ xứng đáng được gặp một người phù hợp hơn với mình. Có thể là không tốt như cô ấy, có thể là bạn không yêu cô ấy nhiều như người cũ, nhưng mà ý là hai người có thể phù hợp với nhau và đi cùng nhau thì đấy cũng là một cái cuộc sống đáng mơ ước rồi. Thôi khỏi yêu cho lành. Tưởng tránh được tình yêu mà dễ á. Ôi dồi ôi, tình yêu nó là một thứ gây nghiện đấy. Nó gây nghiện và nó không phải là một thứ dễ kiểm soát đâu. Mà các bạn bảo là khỏi yêu cho lành nhá, gặp đúng gu nhá, thì chỉ có chết thôi. Ngồi đấy mà tránh.